Nhà mình bữa nay là đang nhóm họ đám cưới nha. Đám cưới à, mà không biết cái đám cưới ai đây không biết đó nha. Đám cưới Yến với lại Quán. À, ơi, đây, đây là đôi Quyên Ương, Bình Lan và Tân Nương đang xuyên trả trả ram. Đang, ôi, Lan cười đỏ mặt hạnh phúc luôn kìa. Đang, đang tập học chuyên, học xuyên. Dễ tùy chị, sân khấu cứ làm ra đi. Ký rưỡi cũng được, nếu mà chị cảm thấy nhiều quá, ký rưỡi cũng được. Đây, đây là chả ram. Đấy, thì chả cá uống mía. Chả cá nướng mía, đúng rồi. Uống mía, uống mía. Cái gì? Chả cá quấn mía. Chả cá quấn mía. À, đặc sản của gì? Địa, ở Bình Định. Đặc sản của Bình Định. Đặc sản của Bình Định. Đây là thịt heo nướng mọi, ăn muối ớt xanh. Đây là mắt nai cha cha cha. Và đây đặc biệt là món hàng món của Nhật, là món mì udon. À, thật sự là một đôi chân huyền diệu và tạo nên một phần mì thật dẻo dai, thật trắng muốt và ăn rất là ngọt ngào và mịn màng. À, người đẹp của lòng anh đang đạp mì. À, đây là một động lực đang dắt những cái bột thành một cục bột để làm ra một sợi mì udon. Mì udon này là một món đặc sản của người Nhật. À, gia đình chúng tôi có tất cả những thành viên làm bếp trong ngày hôm nay. Xin chào mọi người nhé. Mọi người sẽ thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay nha. Anh lên đi đường quỳ. Chiên ba đội nướng đó, ơi nướng cho các bạn bao nhiêu là tổng cộng là 160 người đó. Thì rồi hai bàn tài xế nữa là 180 người nha các bạn. Rồi món tiếp theo, rồi món tiếp theo là chả chiên cá uống mía. Chả cá uống mía chiên nha các bạn. Rồi mời các bạn ăn thử một miếng nha. Ngon thiệt luôn, ngon. Còn một miếng thôi. Ủa MC gì để bị nhắc rồi. Quá ngon các bạn ơi. Quá ngon. Không, 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 ăn miếng nữa. Thôi, bóc thứ hai. Bò kho. Bò kho. Bò kho. Chín giờ. Rồi. Xe chua, mãi này nó tao ngẩn. Nó bét xuống luôn kìa. Đây là bò kho chiều nay các bạn nha. 9 giờ, 9 giờ, chưa chín luôn. Tải, tải rồi. Tải, tải. Rồi, chiều nay 190 người nha các bạn. Ủa, nãy lại 108. Thế là 10 người nữa. Ủa, dạ hả? Đây, anh Nghĩa nè. Đây. Anh Nghĩa mập nhất cho đâu. Cái chị này là hot nhất trong năm nè các bạn. Các bạn thử coi các bạn. 360 vòng trở lại là 360 vòng. Dạ, 360 vòng sẽ nha, làm cho các bạn một tô mì rất là tuyệt vời. Chiều nay các bạn cho thấy. Đây là hai cục bột, hai cục bột đã dò sẵn. Đó. Chị này là đẹp nhất trong ngày. Từ sáng giờ quay 360 vòng rồi. Đẹp quá. Chả giò chiên rồi xong rồi món
đây là chả nha các bạn, chả bò nè. Còn cái thùng này là thùng tôm nhưng mà chưa được khui. Với cái cô kia khác biệt nhau hai cô. Sao khác anh, khác chỗ nào anh? Đó. Một cô là mặc váy tới đúng, một cô là mặc váy tới gối. Một cô là mặc váy tới rúng, một cô là gái tới rối. Ai rối ai rúng. Sau đây là đạp đi, đứng đạp kìa. Rồi bây giờ tới mình đạp nha các bạn. Cái bánh đâu rồi? Đó, vô. Bây giờ sạch sẽ an toàn. Đây là thùng bột nha các bạn. Bây giờ thùng bột mình sẽ đập cho nó ra thành một cái bánh tráng. Bánh tráng được mỏng không rồi mình đem lên và cắt ra. Cắt ra xong rồi sau đó mình đi luộc. Đây là thầy giáo Thảo. Hồi đó giờ là các quý anh thường nghe cô giáo Thảo. Nhưng mà này là cô thầy giáo Thảo, sư phụ của cô giáo Thảo. Đồng nghiệp. Giờ đây thầy giáo Thảo sẽ làm món bạch tuộc, bánh bạch tuộc Takuda. What? Takoyaki. Các bạn coi vậy thấy nhưng mà nó không có dơ dáng ra nha các bạn. Tức là sạch sẽ các bạn. Tại vì mình đạp cái này là chủ yếu là cho cái bột của nó mình đạp càng nhiều nó sẽ càng dẻo và ngon càng nhiều các bạn thấy vậy nhưng mà đừng có suy nghĩ vậy. Khi đâu nhớ tới cội nguồn, nhớ ăn u đông, nhớ Kajima. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng vừa đầu thôi. Thơ chị anh. Má ơi, con cán đi. Rồi, cán đi. Cán ra. Đó. Ê, ê, trong này là đây nghe nói nghe là các bạn. Công phu thì hãy nhớ sợi mì. Ha. Đó, tiếp đâu thì hãy nhớ thấy bột mì da băng. À, tiếng Anh nó chổng nữa. Mèo cảm nghĩ xong á. Rồi. Ông phải kiếm tắt. Ông nghĩ sao vậy? Nãy giờ tôi làm được không? Làm được. Rồi, mỏng rồi nè. Thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn cái gì vậy trời. Cái sao trời, sữa cũng là tiền đó không à. Xuất hiện một đầu bếp mới. Phúc bánh bèo. Anh ta đang móc và trộn. Đây là con bánh bèo. Móc. Anh ta đang móc và trộn. Anh ta đang móc. Móc cái gì? Móc thịt lên rồi trộn cho đều. À, đầu bếp chính của chương trình. À, chị giao sàn. Cái này là bò kho à? Lăng u bò. Lăng u bò. Nhìn quá hấp dẫn.
Sỏi này để làm thật luôn á. Đứng đứng chị. Chị em để là để mặt bài đứt sao? Ủa sao gì vậy? Nó về đó. Mấy cái giá ngoài ngoài cái nồi vậy. Đây là anh nuôi đứng đường và anh sẽ làm nhiệm vụ của anh là trai ngành. Mấy ông này nè là công trình giết rồi bị nhiễm rồi đó, nhiễm nặng luôn á. Nóng giúp mẹ sao cầm kêu bắt chân bắt ghế á, mà nó phải cần có cao độ với thuốc thủy đồ mới ngay được.